Được người yêu vào viện chăm sóc, chàng trai bất lực chán chả buồn nói với cảnh tượng trước mắt. Một câu chuyện cảm lạnh vừa được mọi người truyền tai nhau trên vũ trụ tấp tấp khiến không ít người đã cười trong bất lực vì chàng trai có được một cô người yêu hết sức đảm đang lại yêu thương mình. Được biết thanh niên vì một cơn cảm nặng nên phải vào nhập viện để nghỉ ngơi và điều dưỡng. Với tất cả tình yêu thương và sự quan tâm, cô gái đã xin nghỉ làm hẳn một ngày để vào viện chăm sóc cho người yêu của mình. Nghe tin người yêu đến, chàng trai vui mừng biết bao vì trong đầu là cảnh tượng bé yêu của mình lúc ăn, chăm sóc ân cần từng tí một. Tuy nhiên trái ngược với những gì tưởng tượng lại khác xa, hình ảnh một cô gái lấy chăn trùm kín cả người đang ngủ ngon lành trên giường bệnh. Trong khi đó chàng trai phải tìm một chiếc ghế ngồi ngay phía đầu giường, tay vẫn phải truyền nước, chỉ biết nhìn cô bạn gái mà lòng cảm kích đến bất lực. Thậm chí nhiều người xem xong còn không rõ trong video rốt cuộc ai mới là người chăm ai. Đoạn video ngay sau khi được đăng tải đã nhận được hàng ngàn lượt tương tác từ cộng đồng mạng. Ai cũng bật cười mà để lại bình luận. Nhìn chỉ nằm mà thấy thương ảnh. Tí cái bác sĩ vào lại kêu, gọi bệnh nhân dậy đi em. Chắc chỉ sợ anh nằm bị sốc thuốc nên để anh ngồi cho mau khỏe á. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Nhắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.